cả nhà. Hello cả nhà. Bữa nay thì tuần này nó ở bên tiểu bang của mình á thì trời nó rất là ấm nha cả nhà. Nguyên tuần này thì sẽ buổi ban ngày á là sẽ 72 cho tới 80 độ là rất là ấm, đúng không con? Bữa nay là mình cảm thấy giống như là nóng luôn ha con ha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ là tháng 2 ngày 22. Rồi thì hôm nay là hai mẹ con sẽ đi ra ngoài vườn. Tại vì mình thấy cà rốt của mình nó cũng là đủ lớn để mà mình nhổ rồi nè cả nhà. Thì hai mẹ con sẽ thu hoạch cà rốt nè, broccoli là bông lơ xanh nha cả nhà. Và một ít cải thìa ở đây. Đó. Thì cải thìa với lại cà rốt thì khi mà mình nhổ lên thì nó sẽ dơ. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi qua mình cắt broccoli trước nha con trai. Yeah. Rồi, xách cái giỏ đó qua. Đi, mình sẽ đi qua bên đây. Cái thùng nhựa nó bị bể tè le rồi. Đó, thì cái vườn của mình á, mùa từ lúc mùa đông á là mình chỉ trồng được những cái rau củ mùa đông thôi nha cả nhà, giống như là bông lơ xanh nè, hành lá, ngò, cà rốt, xà lách, cải thìa. Còn cái vườn có một cái ô bên kia mình có gieo hạt giống đậu Hà Lan, đậu snow pea á cả nhà, sweet pea chứ. Đó, thì lát nữa mình sẽ qua mình quay cho cả nhà xem. Đây, bên đây sẽ là bông cải xanh và bắp cải, nhưng mà bắp cải nó chưa có đủ lớn. Rồi thì trong ba cái thùng này, hai cái này nó còn nhỏ thì mình chắc cũng phải tuần sau mình mới thu hoạch. Qua tới bên đây cái này nó to rồi nè con. Bây giờ con, em muốn cắt hay là mẹ cắt? Em cắt. Em cắt ha. Đó, đây nó bự bằng cái bàn tay của mình rồi nè cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mẹ sẽ chỉ con cắt nha. Can I cut with this? No, không được, cái dao nè. Đây cả nhà, mình sẽ quay gần vô cho cả nhà xem ha. Thì đó, mình được một cái bông bự ở đây. Đó, một cái bông bự, mình sẽ cắt ngang ngay chỗ này. Và đây là những cái bông nó ra thêm những cái bông lơ nhỏ. Thì khi mà mình cắt cái to này mình ăn á thì những cái nhỏ này nó sẽ lớn lên để cho mình ăn nữa, nhưng mà nó sẽ không có được bự như cái đầu tiên mà mình cắt nha. Đó, thì hôm sau nó vẫn có để cho mình ăn. Đây, bên này cũng vậy, nó mọc thêm những cái bông lơ nhỏ ở dưới rất là nhiều. Rồi bây giờ em cắt hay là mẹ cắt nè? Em cắt. Rồi em lại cắt đi, lại lên nè, mẹ chỉ con nè, cắt ngay cái khúc này nè. Ok. Cắt ngang qua. Rồi bây giờ em cắt đi. Coi chừng trúng mấy cái nhỏ để mình nó bự lên thì mình ăn. Đó, mẹ làm cái mót này đó, con cắt ngay đó đi. Rồi, cắt đi con. Cầm cái chùm ở trên, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Coi chừng cái con trúng cái cây cái bông lơ nhỏ đó nha. Được không? Cứng quá hả? Cứng quá hay đây mẹ cắt cho. Được chưa? Sắp được rồi đúng không? Yeah, đây mẹ cầm cho. Rồi cắt cái dây đó. Yeah. Đây cả nhà ơi. Được một cái đầu tiên ha. Rồi mình sẽ bỏ vô giỏ. Rồi qua bên đây con. Đây. Cái này kế bên thì nó sẽ to hơn chút nè cả nhà. Đó, cũng bằng một cái bàn tay của mình đây. Rồi em ơi, em qua cắt nữa nè lẹ. Đó, làm dơ cái cây dao của mẹ rồi ha. Rồi biết cắt chưa? Rồi em cắt đi. Ngay cái dấu ngay đây. Nghe. Đó. Con cắt đi, mẹ cầm cho. Rồi cắt. Wait. Rồi. Cứng quá ha. Nó rất là cứng nha cả nhà. Chắc tại thằng nhỏ nó yếu á. Ê, con làm hư cái này rồi. Cái cục nhỏ này của mẹ nè. Thôi ra đây để mẹ bẻ luôn cho. Đó, rồi cắt đi. Coi chừng vô cái tay mẹ. Không cắt. Được chưa? Không cắt. Cắt. Hay là giờ lấy cái kéo ta. Rồi thôi, đưa con cắt tay rồi quậy rồi. Nè, cầm đi để mẹ cắt cho. Tay con dơ. Ờ, tay con dơ hả? Rồi, đây, cắt được một cái thứ hai. Wow. Cắt có hai cái bông lơ xanh nè, mà hai mẹ con thở muốn chết luôn vậy. Rồi, hai cái. Rồi bây giờ qua tới bên đây có một cái to nữa nha cả nhà. Đây, cái này là cái bự nhất nè.
đó, nó bự hơn cái bàn tay mình luôn rồi nè, thấy không? Mà ở dưới á, nó có những cái búp nhỏ ra rất là nhiều. Rồi bây giờ em quay đi để mẹ cắt cho, chứ để em cắt nó cứng á. Dạ. Tháo cái đó ra đi. Con thấy chưa? Thấy rồi ha. Rồi bây giờ mẹ bắt đầu mẹ cắt nha. Đó, thấy không? Con thấy mẹ cắt. Thấy. Được không? Dạ. Đó. Cái này nó bự hơn cái nãy nè. Dạ. Wow. Nè, bàn tay của mẹ nè. Bự ghê chưa? Dạ. Bự bằng ngoài chợ bán luôn á ha. Rồi thì mình sẽ nói sơ về cái cách mà mình trồng cái bông lơ này nha cả nhà. Quay qua đây cái rổ nè con, mình được 3 cái nè. Wow, bự ngon nghe chưa, bằng ở ngoài chợ luôn. Rồi, những cái bông lơ này á cả nhà, thì mình mua những cây con ở ngoài chợ chợ lô nha cả nhà, thì mình trồng vào lúc tháng 11. Thì tới bây giờ là tháng 2, 11, 12, 1, 2 là cỡ 4 tháng. 4 tháng thì nó được to như vậy. Đó. Thì khi mà mình mua về mình trồng vô đất của mình á, thì một tuần mình sẽ tưới 2 tới 3 lần cái nước cá nha. Đây là cái hiệu nước cá mà mình dùng nha cả nhà. Đó. Rất là tốt cho rau củ quả của mình luôn. Mình có một cái muỗng này. Đây, một cái muỗng này. Thì cái này là chắc khoảng bao nhiêu ta? Chắc khoảng một muỗng canh nha cả nhà. Cái này nè, đó, mình cứ đông cái muỗng này một muỗng canh. Pha vô một cái galon nước. Rồi, xong. Rồi. Rồi, ở bên đây á mình đã thu hoạch được 3 cái bông lơ xanh ha cả nhà. Còn ở bên đây á là bắp cải của mình nè. Mình cũng mua cùng lúc với cái bông lơ xanh luôn. Thì nó chưa có đủ to nha. Có một bắp thì nó bằng nửa bàn tay mình thôi. Và nó nhìn rất là đẹp luôn nè, giống như những cái bông hồng vậy ha. Đó. Thì có một bụi á bị nó sâu ăn. Còn những cái bụi kia thì nó rất là tốt, nó không có bị sâu ăn. Và mình cũng tưới nước cá một tuần 2 tới 3 lần cho nó nha. Thì những cái giống này mình trồng vào mùa đông nó rất là tốt. Và nó không có bị sâu. Tại vì mùa đông nó không có ruồi với lại bướm đâu đó. Là nó không có đẻ trứng trên cái lá của mình. Và cái lá mình nó không có bị sâu ăn. Bắp cải thì chắc khoảng 1 tuần, 2 tuần nữa mình mới thu hoạch. Và mình sẽ làm video cho cả nhà xem. Bây giờ mình sẽ đi qua mình thu hoạch cải thìa và cà rốt nha. Đây là cái hành lá với lại ngò của mình nè cả nhà. Ở bên cái góc đó đó là mình trồng ngò ôm. Vô mùa đông thì nó chết rồi, nhưng mà nghe nói là năm vô mùa hè nó sẽ mọc lại nha cả nhà. Đó, cái bên đó là xà lách đó, nó rớt hộp rồi nó mọc lên cũng tươi tốt ghê luôn á. Hành và ngò mình trồng mùa đông nha, được nha, không có bị chết nha cả nhà, nó vẫn xanh tươi xanh như vậy nè. Đây, xà lách ngay đây á thì cũng rớt hộp ra và nó mọc lên cũng rất là tốt. Ở đây á là cái bụi rau răm của mình nè. Đó. Bây giờ bắt đầu trời ấm ấm thì cả nhà thấy nó bắt đầu nó mọc lên lại rồi nè. Đó, rau răm nè. Đó. Nó nảy mầm nó mọc lên lại nè. Những cái cây lớn ở trên á thì nó bị đông đá nó chết hết rồi. Rồi em ơi, em cắt cải thìa đi con. Rồi bây giờ sẽ cho Út nó cắt cải thìa nha. Út có lấy nè. Dạ, yeah, rồi bỏ vô rổ. Sao con lấy cái này? Đây, một cây nha cả nhà. Mình để nó hơi lâu rồi, nó hơi già rồi. Rồi, cắt đi con. Mầm của nó nè, đẹp ghê chưa. Cái bông này mình sẽ ăn luôn. Mình không có giữ làm giống. Tại vì mình còn giống rất là nhiều nha. Yeah. Cẩn thận, đừng cho nó dơ nha. Đây, cái này mình vô mình xào rất là ngọt nha cả nhà. Ừ, đúng rồi. Cái lá này sạch, cắt cái lá này cho mẹ luôn. Thôi nè. Đây, mình có mua được cái này nè cả nhà, mình thấy nó giới thiệu ở trên mạng đó. Cái này để cho mình hái rau á rất là dễ dàng luôn ha. Thì ở đây á nó bỏ vô cái ngón cái nè, đó. Rồi ở đây nó có một cái nó giống như cái rất là bén nha. Rồi đây mình sẽ thử nghiệm hôm nay liền luôn. Đây mình để nó vô. Và bấm nó. Ây da, hơi khó rồi nha. À, được rồi nè.
Ủa con quay sao vậy? Rồi lẹ, không có cần phải rồi vô đây nè con. Xí ấy. Zoom. Đó. Nè, đó, mình lấy cái dao mình bấm một bên đó. Ra nè. Đó, wow. Rất là hay ha. Cái này nhỏ có dài dục. Ok. Qua tới cái cây này. Thấy được. Thấy không? Ừ. You can see đấy. Rồi bây giờ mẹ sẽ bấm cho con coi nha. Bấm. Ý dạ, sao nó hơi. Rồi, đây. Đây, bấm vô đây ha. Đó, để vô. Bấm, đó. Wow. Không được lẹ hơn là mình lấy dao ha. Đó, bấm nè. Hình như em quay gần quá, khó thấy hả? So easy. Yeah. Rồi. Bấm. Hay ha. Hay. Ừ, hay. Mình mua cái thua này hay. Rồi nè, mình bấm nè. Đó, hay không? Wow. Rồi mình có cái đồ này nè. Nó protect cái finger bên này, hiểu không? Yeah. Đây. Để mình bỏ vô cái đó. Cái ô bên đây á, thì là mình gieo từ hạt giống nha. Cái hạt giống mình lấy lại của hồi năm ngoái nha cả nhà. Đó. Thì nó sẽ mọc chậm hơn là những cái cây con mình mua ở ngoài chợ lô về. Ở bên đây thì mình mua cây con. Đây. Bên đây thì 2 4 6 cây này là mình mua cây con. Mình mua sâu cái những cái cây bên kia cho nên nó chưa có đủ lớn. Còn đây á, là mình gieo hạt. Những cây này mình gieo hạt ở bên kia xong rồi nó mọc nhiều quá thì mình chiết nó qua bên này nè cả nhà. Rồi, qua tới bên đây. Bên đây là mình gieo cải xanh. Cải xanh với lại xà lách. Còn hai cái ven ở ngoài á, là mình trồng đậu. Đậu sweet pea nè cả nhà. Đó. Còn cái những cái ô đây á, là mình trồng dâu. Dâu mùa đông không chết và bây giờ nè đó, mình mở nó ra nè đó, bắt đầu nó ra bông, có bông nè, có bông cũng được nè, cái này thì có nhiều bông nè đó, bắt đầu là mùa này là nó ra bông và nó sẽ có trái cho mình ha. Đây, ở bên đây đó, bông nè, bên đây một chùm bông luôn nè đó, bông á. Rồi tới bên này thì chưa có bông. Có rồi, đây nguyên một chùm ở dưới đây đó. Rồi còn qua tới cái ô này á thì là đông trùng hạ thảo nha cả nhà. Nó hồi xưa mình trồng có một gốc luôn bên đó à, rồi bây giờ nó lan ra hết nguyên một cái ô luôn. Còn ngay đây là ngải cứu mùa đông nó chết rồi, bây giờ nó mọc lên lại nè cả nhà. Đó, ngải cứu, cái này là ngải cứu nha. Bên đây thì mình có hai cây nho, không biết nó có mọc lên lại được hay không. Bữa nào mình sẽ ra mình đào đông trùng hạ thảo coi nó có củ chưa. Rồi bây giờ em hái, em nhổ cà rốt đi em. Em đói bụng hả? Ok, lát nữa đi vô. Nó nặng. Cái này là lục bình nè. Mùa đông nó sẽ bị đông đá nó chết. Nhưng mà nè, vô bắt đầu trời ấm cái nó mọc lên lại nè. Đó. Rồi, em ơi té bây giờ em ơi. Dạ. Rồi bây giờ em đi qua em nhổ cà rốt đi. Coi cái củ của mình nó bự được bao nhiêu. Wow. Dạ đúng rồi. Ừ, con cứ giật lên đi. Đâu đó mẹ ơi. Ồ, được quá nè. Được. Con bây giờ con để dưới đất trước đi rồi lát nữa mình xịt đó đó mẹ coi. Wow. Cái loại mình trồng là cái loại nó gọi là ngắn và ngọt nha cả nhà. Sweet and short gì đó. Rồi yeah. Ready. Được nha. Đẹp quá ha. Đẹp. Ở đây nó có màu tím tím nè. Rồi, con để đây đi. Rồi bây giờ con cứ nhổ nữa đi. Cái này cái đó. Này hả? Cái đó chắc nhỏ quá hả? Kệ nhổ luôn đi. Cái nào bự á mình nhổ trước. Thôi nhổ hết luôn đi. Mình ăn được mà không sao đó. Bằng ngón tay em à. Rồi để đó đi, lát nữa mình rửa. Rồi nhổ hết đi con. Cái này mình trồng từ hộp nha cả nhà. Chắc cũng hơi lâu á. Nè. À, con củ nhỏ xíu, mấy củ nhỏ đó mình chơi chó ăn. Rồi, ra kia. Xe cái đớt vuốt cái đớt rồi hết đi, vui ha. Vui.
Nó lùn mà nó mập dễ thương ha. Đâu cho mẹ nhổ củ này coi. Ôi trời, nhỏ xíu à. Cái này cho chó ăn. Nhấc xuống lại. Thôi không được. Nhấc xuống lại nó chết. Ui đã nè. Rồi ba bự quá. Trồng vô mùa đông thì cà rốt tốt nha. Hộp đi xuống bên. Chắc cái này cũng bự á. Ê đã ha. Cái này có dại nè. Để mẹ nhổ dục luôn. Even get the small ones. Ừ. Rồi. This one. Ờ nhỏ hết luôn đi con, để mẹ lội lấy cái thùng này mẹ trồng nhé. This is small for big. Ừ. Không sao, nó nhỏ thì nó ngọt thôi. Rồi. Con được. Ôi trời trời. Ôi cái thùng này nó hư hết rồi. Nó nắng mưa nó màu giòn luôn. Ui dễ thương quá. Nhỏ hết đi. Nhỏ xíu chịu à. Cho mẹ nhỏ cụ bự này nha. Yeah. Ok. Ready. Ready. Lên. Wow. Giật cái rễ ra giùm mẹ đi con. Ui. Ừ. Rồi. Còn củ nhỏ bên kia kìa. Thôi chắc nhỏ xíu à. Rồi. It's like a tiny fish. Ở đây còn cái này. Thôi kệ để đi. Nó nhỏ xíu xíu à. Ở đây nó cũng nhỏ xíu nè. Cho nó grow. Ừ cho nó grow đi. Rồi. Xong. Quá. Wow. Mình đi qua mình. Rồi mình rửa cái cà rốt nha. Và đây là thành quả của hai mẹ con ngày hôm nay nha cả nhà. Đó, được một ít cà rốt nè. Cà rốt cải thi à. Ba cái bông lơ xanh. Và mình cũng sẽ còn thêm bông broccoli để mà một hai tuần sau mình thu hoạch nha cả nhà. Thì hôm nay là chỉ được như đây thôi. Cũng vui rồi. Rồi, chị đã nói lại đây đó, bye bye nè con. Video của hai mẹ con mình tới đây cũng hết nha cả nhà. Wow, there's birds circling us. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.